Ủa không thấy tôi kìa. Where are you? Make the scene. Giống where như tôi bị tàn hình vậy. Make the scene. Where are you? Make the scene. Ủa nãy giờ đến đây hả? Ông nội ơi, chịu không nổi luôn à. Tự nhiên nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ rồi sàn qua tiếng Việt kìa. Ê bộ chữ chữ ở đây không nhớ nói tiếng Mỹ làm sao hả? Em sorry. Hả? Here. He là lông bà ngoại ơi. Là lông, là tóc. Còn ở đây người ta kêu bằng here. Em sorry. Here sir, here sir, here sir. Không phải, no. Here thôi. Chừng nào á mà tôi sờ bạn gì nè, đó là here sờ, đúng không? Gì là here sờ, còn gì không là here thôi. Hiểu không? Em sorry, here. Where? Đâu có chân cẳng đàng hoàng gì where vậy bà nói. Where? Nowhere. Tell me where will you be mine? I wonder. Tell me where will you be mine? You hâm là bà là cô. Còn hâm là nói theo tiếng Bắc là khùng là điên á. Du hâm là bà khùng. Oh, I'm sorry. Oh, no hâm, no hâm. Mix the sick. Mix for. Nói tiếng Việt đi. Sao nãy giờ không nói? Làm tôi nói tôi mệt muốn chết luôn à. Tôi nói cho người ta rõ, ta hiểu chứ. Nói tiếng Việt rồi, nói tiếng Mỹ kiểu này, Mỹ hiểu được cái chết liền á. Dạo này ha, mặc đồ đẹp ha, cao ráo đưa chân dài đó ha, mặc quần bông áo xanh ha, vậy thôi, khỏe mạnh ha, tập thể dục. Qua nhà tôi ngang nhiên mà không thèm nhấn chuông ha. Hàng xóm mà. Bây giờ tôi mới hiểu. Sao? Con Julie nhà tôi có bầu là do ông. Nói năng đàng hoàng cái bà. Ê bà đừng có tấn công tôi kiểu này, tôi ghê ghê hơi tôi té tôi chết à. Tôi già cả lớn tuổi rồi, tự nhiên rồi sức đâu làm chuyện đó. Không có đâu, đừng có nói vậy tùm bậy tùm bạ không có được. Nói vậy mang tiếng tôi chết rồi, không có vậy thì. Vậy thì do ai? Do ai? You. Chẳng không, lẽ không, không phải tôi. Tôi. Không phải tôi. Tôi. Ủa? Ủa mầm? Honey. Honey làm cho Julie có bầu. No. Oh my god. Móc cái họng bà chứ gà. Đúng rồi. Tôi để tôi ra tôi giải thích cho anh Sáu anh hiểu. Tức quá Tư ơi. Anh ơi, con vợ tôi nó dớn dác lắm. Ừ sao? Thôi để tôi nói chuyện với nó. Bà sao bà tắt cười vậy? Sao tự nhiên con Julie bà chửi ổng? Ừ. Con Julie nhà bà nó cũng đâu có đàng hoàng. Thấy không? Bà đi làm xong nó chạy cả ngày ngoài đường. Cả khuya nó còn chưa về. Ô, em à, nhưng mà you, me. Dù nó như việc. Thấy ông này nè, ông hay qua nhà thì nghĩ là ông hốt hàng con Julie. Nhưng mà bây giờ nè, tôi nói cho bà nghe, bây giờ nó lỡ nó có chữa rồi thì cứ để cho nó đẻ mình nuôi. No, yes. Thì tôi có chữa thì ok, tôi chấp nhận. Nhưng mà có chữa với cái giống này tôi không chịu, tại cái giống này là cái giống nhiều lông. Bà mẹ. Smart hair. Tư à, giải dở đàng hoàng á Tư. Tao lông dài lông ngắn thì thức kệ cha tao, cái mắc mớ gì nói tao hả? Hả Tư? Tôi xin lỗi chú. Bây giờ nói nghe nè, sáu. Bà nói ông nhiều lông chứ tôi thấy bà lông nhiều hơn ông. Hả? Lông từ đầu chân luôn. Vậy? Cái bà vô duyên vậy? Người ta lông nhiều lông ít kệ người ta. Mà anh Vũ nói không tự nhiên nói thông tôi. Cảm, tại vì bà không thích con chó lông xù nhà chú. Không thích con Tommy lông xù nhà chú. Bà thích chó lông xác thôi. Không có thích chó lông xù. Ủa nãy giờ nói con chó tôi làm chó bà có bầu hả? Cái tưởng ai? Bà mẹ nãy giờ tôi tưởng nói tôi làm chó bà có bầu không ông nội? Năng gì chó không á, mà bà nói không rõ ràng để cho chú Sáu không hiểu lầm rồi, thấy không? Ở đây có mấy người Việt Nam à, có chó có mèo không lôi ra đây chửi. Em sorry. Sorry nữa hả? Đập bà cho bà sorry hoài. Thì nói chung là tôi không có thích cái giống lông xù nhà đó. Trời ơi, cái thứ gì đâu mà lông quá trời lông luôn à. Tôi hỏi ông chứ đâu mà sáng sớm mà thấy nữa, lông che mắt, che mũi, che miệng, che hết toàn thân không thấy gì. Bữa hôm mà tôi đi ra sau giường
cái tôi đang đi vậy đó, tôi dấp té cái bạc vậy đó, rồi cái tôi thấy trời ơi sao chân tôi chảy máu nhiều quá, cái tôi lấy cục bông gòn tôi dính vô, tôi lao chân tôi, trời ơi nguyên con chó nó cắn tôi, trời ơi nó giống cục bông gòn cái gom luôn á, con chó gì ghê quá. Nó đừng nói vậy, tôi mang tiếng đi, chó tôi là có đi học đàng hoàng á nha, không bao giờ nó cắn người hết trơn á. Chắc tại bữa đó bà rờ nó, bà lông nhiều quá nó tưởng giống nó mới cắn chứ. Đó, cái tưởng cùng vòng loại cho nó mới cắn bà. Thôi, bây giờ tôi nói chuyện lại không lại với mấy người đâu. Bây giờ ông ở nhà, ông làm ơn trông Julie giùm tôi, tại Julie nó sắp có chữa, là nó sắp đẻ rồi. Bây giờ ông phải trông coi cho nó cho tôi. Tôi cấm tuyệt đối ông không được qua chơi với cái gia đình này nghe chưa. Cái gia đình này là too much hair, là thứ nhiều lông, chứ là không chơi cờ tướng nữa. Ok, bây giờ you đi về, còn ông đi vô, còn tôi đi ra. Nói xiên nói sợ kiểu này, ông nội tôi không ở nữa. Tôi cũng chúc cho con chó của nhà bà nha, nó đẻ ra mấy con chó câm đi. Mình bả nói không là nghe hết hồn rồi, thêm mấy con chó sủa nó ai sủa nổi. Anh ơi, lên chơi với mình đi. Chứ sao? Thôi, không có chơi gì hết trơn. Thiệt, có con vợ cũng mệt mỏi. Bây giờ bắt đầu tới coi dao, coi chó nữa mới gom cho Julie. Julie, mới đây bà đi đâu nữa rồi đó. Julie, biết rồi, thôi, đi đâu vậy, đi đâu nãy giờ? Ngồi đó đi, tao lấy cơm cho ăn. Mày hổn rồi mà tao giả trong mặt mày chứ mày hổn rồi. Thương mày chứ tao không có thương mày đâu. Chó mà cũng hổn. Trời đất ơi, mày trả treo hả mày? Ngồi đây, tôi cho ăn ở đây. Tới đây. Đồ ăn của mày còn ngon hơn đồ ăn tao á. Bào ngư di cá mày đặt có chữa anh chị rồi cho ăn sang dữ à. Tao hổm nay ăn vịt luộc không á. Nè, ăn đi. Cái gì vậy? Cái gì? Bà dướng hai cái lỗ tai. Bà ăn không được. Nè ăn đi. Cái gì vậy? Xin lỗi mày, tao quên, tao mới hâm xong tao quên mà. Nè, ngủi rồi nè, ăn đi. Ăn đi, cái gì ngủi rồi? Cái gì vậy? Giờ thuộc kệ ông nội mày, mày có ăn, mày ăn, mày không ăn thì thôi mày. Mày có ăn không? Mày không ăn thì thôi. Chó mà cũng chảnh đây đây, đúng là chảnh chó nè. Hết gây tao bả, tao gây tao mày. Chủ sao tới y vậy? Chó mà cũng cơm bưng nước rót hay chứ. Ở Việt Nam tao để trong cái ảng, muốn uống uống rồi mày nè, uống không? Cái gì? Ai không biết bà có chữa. Cái gì? Nước. Biết rồi, nhớ rồi bà. Thuốc dưỡng thai của bà nữa chứ. Đây. Tôi chuẩn bị hết rồi đây. Ủa hai bịch thuốc cảm của mình, bịch thuốc chữa của bà, thuốc nào đây trời? Thuốc nào của... Tao không biết thuốc nào của mày. Tao lộn rồi. Hồi sáng tao... Cái này hả? Chắc ăn không? Vậy được chứ tao không hiểu, tao uống thuốc ngừa thai vô tao ngừa cái gì vậy nè. Nè, thuốc dưỡng thai. Rồi, vậy xong rồi đó. Rồi, đi chơi đi, để tao lo, tao dọn dẹp nhà cửa nữa. Cái gì? Bà ngủ bà cũng nghe nhạc bà mới ngủ được. Chờ chút. Mày nghe sẵn tao nghe luôn.
Chứ tao nghe vợ tao chửi hoài tao mệt quá, tao nằm đó đi. Tao với mày cùng nghe nhạc đĩa số 1. Nín để nghe nhạc đang hay. Cái gì vậy? Cái gì? Nhạc sóc hả? Mẹ, nhạc sóc là đĩa nào? Bấm đại đĩa số 5 đi. Cho bà uống thuốc ngừa thai hay là cho bà uống thuốc lắc vậy trời? Cái gì? Leo xuống giùm con. Leo xuống. Mày nằm mày dính lông tùm lum à. Leo xuống. Má mày về. Chứ mẹ hai con là con nào là con chó, con nào là con vợ trời. Mấy chục năm nay bà lấy tôi về, xong rồi bà đi làm về không bao giờ bà mừng như mừng con chó rồi trời. Dễ thương quá à, chú Lê, con mẹ dễ thương quá à. Ôi, con ơi, ở nhà con ăn cái gì chưa? Ông sao ông cho nó ăn gì không? Cho chứ bậy. Ôi, chú Lê của mẹ, con dễ thương quá à. Mẹ huấn luyện con thành con chó hai mặt khét à. Thôi chú Lê, ông làm ơn cho pha sữa cho nó. Không mệt lắm, hồi sáng giờ tôi mệt dữ lắm rồi. Giờ bà về bà lo cho con bà đi. Thiệt á, tôi khổ ghê á. Ông á, người không nạnh. Đi nạnh chi với mấy con chó hay chi vậy trời. Vô làm ơn pha sữa nó có chữa nè. Nó phải có chữa cho bộ bà có chữa ha. Trời ơi. Chừng nào bà có chữa tôi lo cho. Đừng phải lo cho nó chứ. Tôi mệt ông quá, ông làm ơn vô giùm tôi đi ông. Nó đói nè, nó gần xỉu tới nơi nè. Chú Ly. Hành tôi biết à. Chú Ly ơi. Đây, mẹ có mua quà cho con nè. Mẹ đi shopping, mẹ mua cho con một cái khăn nè. Mẹ mua cho mẹ một cái khăn nè. Đây, mẹ mua cho con một cái nón nè. Mua cho mẹ một cái nón nè. Thôi dễ thương không? Hai mẹ con mình giống như hai mẹ con sinh đôi. Mẹ, uống sữa đi chú Lì. Ủa, bà hả? Tôi là ông ơi, tôi sao, sao bữa nay hai ơi. Con giống nhau vậy? Thật ghê vậy á. Bà làm riết hồi tôi không biết bà con người luôn á. Tôi là chú Tư. Còn cái này là chú Ly. Còn ông là chú chồng. Nè, cho nó uống đi. Nè, nó về thấy tôi nó mừng quá trời. Tôi mặc đồ giống như con báo vậy đó. Đây con ơi, vô đây con. Con vô đây con. Đó, con vô đây con nằm với mẹ nghe. Đây, con nằm đây. Ôi, ê, không, không được. Bà đưa nó tới ổ nó nằm đi. Bà đưa nó ổ nó nằm. Chỗ này tối tôi nằm tôi ngủ mà. Thì có sao ông cứ hay nạnh với nó hoài à. Nó có chữa, nó nằm đất đâu có được đâu. Nằm đất hơi rồi nó bệnh nó làm sao. Trời ơi bà ơi, ở Việt Nam người ta nuôi chó, người ta muốn ở nằm đâu nó nằm mà. Sao đâu có ai cho lên giường nằm như chó bà. Khổ ghê vậy, nhưng mà nó là chó bên Mỹ, ông hiểu không? Ông phải cho nó nằm ở đây cho tôi đây. Ê, chó Mỹ nó cũng là con chó mà. Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ biết là bên này phải cưng chó, ông hiểu không? Vậy nó nằm đây rồi tôi nằm đâu? Thì ông ra ổ nó ông nằm. Trời ơi. Em sorry. Bà vừa phải thôi nghe bà. Ông ra cái giường kia kìa, ngay cái sofa kia ông nằm hộ tôi ok. Ông ra kia ông nằm giùm tôi cái đi. Tôi sẵn ông ra ông lấy cục bông gòn cho bịch lỗ tai con chó nó ngủ với ông. Tội nghiệp nó ngủ không được. Ồ, nuôi chó để giữ nhà. Bà bịt hai cái lỗ tai nó lại rồi sao nó nghe nó coi nhà được. Khổ ghê, sẵn nằm nó rồi canh nhà cho nó luôn đi. Không biết kiếm hoài, thiệt mệt ghê. Sorry, ông ra.
thôi ông đừng có nạnh chó nữa, tôi khổ quá. Ông ra ngoài đi giùm tôi cái đi. Con uống sữa mẹ ru con ngủ nha. À ha ơi, à ha ơi, đất ơi đất ngủa cho nha. Cái gì vậy, cái gì mà ồn ào không cho ai ngủ vậy? Ủa ông ngủ vậy là làm sao ông? Là sao không hiểu? Ủa, ê chắc đó? Nó sắp đẻ rồi. Ủa sắp xanh hả? Cho nó vô ổ đi, cho nó vô ổ cho nó đẻ đi. Con ơi, tôi mình đi xanh con. Thôi đi con. Đi đâu cho nó vô ổ đẻ? Không, phải đưa vô bệnh viện mình đẻ thường cho nó ông ơi. Đưa vô bác sĩ hả? Sao con? Đẻ mổ. Ta muốn đẻ mổ. Hả? Có đi nữa hả con? Thôi được rồi, mẹ dắt con đi đẻ mổ nha. Đi con. Đi ra đây. Có gì mẹ cổng con. Thôi, con nặng quá, con nặng quá. Thôi có gì con cổng mẹ. Thôi. Mạnh ai đấy, đi, trời mệt con quá. Đi, nhanh con ơi. Đẻ nhanh con ơi. Chú Ly của mẹ. Tư à. Con đây sao? Dạ. Cái gì mà bên đây chó sủa tiếng người, người la tiếng chó tùm lum tà la vậy? Hả? Con, hồi nãy giờ con mệt quá. Cái gì? Con chó. Sao? Con chó nó đi chết. Không phải, nó đi cái gì mà giống người ta chửi đó. Cái gì? Chó đẻ. Con chó đẻ. Con chó nó đi đẻ. Con chó đẻ hả? Nó đi bệnh viện đẻ rồi, vợ con nó đưa đi rồi. Vậy thì vợ chắc mừng lắm ha. Có làm đầy tháng không? Dạ chắc cũng có đó, nó đòi in thiệp rồi nó có gửi cho chú nó. Nói dù gì nữa chú cũng ông nội của sắp nhỏ. Làm ăn tiếng miệng. Ai biết đâu. Tôi lo quá Tư ơi, tôi nói thiệt á. Con chó đi đẻ là tôi cái bụng tôi nó lo không có yên. Không biết đẻ ra giống tôi không? Tôi giống con tôm mì nhà tôi không? Mình nói Honey. Vụ gì? Honey ơi. Cái gì vậy? Sao không đưa nó đi đi? Trời ơi, Honey ra xe. Honey hốt hàng nó vô hùm tôi, nó xanh luôn tại xe rồi. Ôi trời ơi, đẻ rồi hả? Nó đẻ ngoài đó luôn hả? Nó đẻ ngoài đó luôn rồi. Được mấy con? Nó đẻ một lúc ba con luôn. Trời ơi, ba con hả? Nó màu gì? Đẹp mà không? Đẻ nó đẻ con bẹt rê, con chó phóc, con mặt sệ. Kỳ vậy ta? Julie, tôi sao dễ sợ vậy? Tôi hết hồn luôn à. Trời ơi. Ba con ba thứ hả? Cha ba con hết hồn hết vía vậy. Mà sao nó đi với Tommy á? Mà sao nó không có sinh ra ông? Không có lộn. Con nó sinh ra cái con giống Tommy. Có con nào lông xù không? Không. No. No lông xù. Không có lông xù hả? Yeah. Không có lông xù rồi, tôi với chú Sáu rồi đánh cờ tướng với nhau được rồi. Mà sao kỳ vậy ông? Con chó nhà mình nó ngoan hiền lắm mà. Bà hỏi đó, bà hỏi nó. Ba cái thằng nào hốt hàng nó tội nghiệp nó quá. Con bà ngoan hiền quá mà đẻ ra ba giống ba nơi đó thấy không? Không có con nào giống con chó của chú Sáu hết là sao? Đó bây giờ tại sao bà chửi đó? Bây giờ bà xin lỗi người ta đi. Bà xin lỗi người ta đi. I'm sorry because nói tiếng Việt. Tại vì nó lằng nhằng quá tôi không biết. Tôi sorry ông. Tôi xin lỗi ông. Tôi nói thiệt với chị nghe. Làm sao mà cái con Tommy nhà tôi mà nó làm cho cái con chu lì nhà chị đẻ được? Tại vì từ khi chị tới đây là tôi đi thiến rồi. Hả? Cái gì? Không. Từ khi chị đem con chu lì về là tôi đem con Tommy đi thiến rồi. Oh my god, ông làm hết rồi. Ủa vậy sao hổm nay vợ con nói chú sùm, sao chú không nói câu nào hết trơn vậy? Thì sao không nói làm để tôi cãi ngu sao trời. Nói thì qua đây có cớ đó mới gây lộn được với bà chứ. Nhiều khi bà nói chuyện là chì chiết hoài sao tôi chịu nổi đó. Tôi muốn vậy đó, cứ nói hoài. Mới đầu cũng buồn nhưng mà từ từ có người nói tiếng Việt cũng vui đó. Nói đã luôn. Cái gì? Bà đó, bây giờ tôi mới I'm chửi sorry. Bà Bị bây giờ tôi quánh bà loài trầu luôn chứ không phải câu không đâu. Kỳ cục à. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, chuyện gì cũng phải vừa phải thôi. Hàng xóm láng giềng ở cái khu này có bao nhiêu nhà Việt Nam đâu. Bà lôi thì chú Sáu bà ra bà chửi đó. Rồi còn bày đặt qua đây mới có 2 năm mà nói tiếng Anh đồ ào ào, tiếng Việt thì cũng không. Bà nói bà đừng nói bà quên tiếng Việt đi ha. Yes. Bà yes hả? Nhưng mà qua đây biết có 2-3 chữ tiếng Anh, yes, no là hết rồi đó. Mà ăn thì cứ tiếng Anh bị câu bị đồ. Tôi nói cho bà nghe nha, bà bỏ cái thói đó đi nha. Là một, cái thứ hai nữa đó, bà đừng có coi con chó nó hơn thằng chồng bà nha. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ bà lo lắng cho tôi bằng lo cho con chó. Tôi quánh con chó thì bà đi thưa cảnh sát là sao? Em sorry. Nói đi kia. Không có em nói là em xin lỗi chồng. Từ nay em không có coi chó nữa mà em sẽ nuôi chồng. Ok.
Khỏi cần bà nuôi, dạ. Bà để cho tôi yên là được rồi. Dạ. Mấy con chó đó đem đi hết đi. Ủa gì vậy? Ôi, ông ơi. Cái vụ gì? Sao tự nhiên? Quả lên. Ủa gì lên đây nữa? Nãy đây. Bị câm nói giùm không? Lòng tiếng phải không? Nói đi, nói đi. Chết không? À. Ông ơi. Hả? Sao tự nhiên đâu trong nhà tôi có khúc bánh mì với cục mỡ và cục xương xuất hiện vậy? Vô duyên. Trời ơi, đặng ra con gái nó nhìn vô duyên quá à. Nè. Tôi nói cho mấy người nghe nha. Mấy người bị chết rồi. Quầy Linh có tài cải trang rất hay. Đúng rồi. Không ai nhận ra được nó đâu. Ôi này chồng tôi mà. Quầy Linh á. Trời ơi, anh nghĩ anh có tài cải trang mà thoát khỏi tay em không hề. Ôi cái này Quầy Linh hả? Ừ. Vậy chồng tôi đâu? Ủa là sao? Chồng ơi. Chồng của chị em chồng nhốt ơi. Trong kia kìa. Ôi chồng ơi. Em đi ra. Chồng ơi. Bắt. Ủa vậy là chồng sao? Ơi, chồng tự đâu vậy? Hả? Lên tàu anh Linh ơi. Lên tàu. Lên tàu anh Linh ơi. Lên tàu. Anh nói chú nào. Lên đi. Lấy đi anh. Bà khùng quá mày hả? Cướp nào kìa. Vô cabin đi. Nó không biết lái tàu. Trời. Ê, nó lái rồi kìa. Nó lái rồi. Nó cướp tàu. Con chim về nó hát mà nó không chịu hát là buồn quá trời luôn. Hát đi con. Hát đi. Tao cho mày ăn là mày không có hát mày. Hát đi Lị. Lị hát ngọn nghe cái đây. Hát đi cái tiếng này hát kỳ quá trời không có nghe. Không phải, ông thích nghe tiếng này mà hát lại đi. Trời đất ơi, con chim hát như con ngà vậy. Mày ngu quá trời, mày hót vô con ngà nó bắt mày thấy bà mày bây giờ. Hót lại đi. Bà già. Mày kêu lại đi. Mày kêu tao bà già, tao làm sao chịu chứ. Mày kêu bà trẻ đi, kêu bà trẻ. Thấy gớm. Trời đất ơi. Mày biết chê tao gớm nữa hả mày? Muốn ói luôn á. Sao cái giọng này không phải giọng con chim mà. Giọng con này nè. Trời đất ơi, con quỷ. Cha già này nó về hồi nào nó không có la lên rồi là hết hồn hết vía luôn à. Trông quỷ rỉa sợi luôn nè. Đi qua nhà người ta này, chuẩn bị lắm cưới giùm cho người ta đó. Cho thằng nhà papi á chuẩn bị lắm cưới hết chia. Rồi. Giờ người ta đang là rần rần bởi mà sắp nhỏ nó uống rượu uống rồi nó la sầm tôi mệt tao về cho rồi. Vậy hả? Vậy là dứt dâu rồi ha. Vậy coi dâu lẹp bằng ngọ không? Người ta rước dâu chứ người ta đâu rước hà bá. Để bằng bà về chắc ông già chồng chết trước. Đừng có nói như vậy nha. Xấu lo, xấu lèm, xấu em, xấu chị nha. Ở với tôi mấy chục năm mà ông chê tôi là cũng như ông chê ông về. Nhìn kỹ lại mình đi. Bởi lại hạ bá bên bển cũng tự âm binh nè. Nói thiệt chặt chém vợ chồng rồi, nó chặt thấy ghê luôn. Nói nghe nè, vô pha tôi bình trà coi uống trà ở bên kia. Uống là lạc miệng quá, bà pha ngon hơn. Bà làm gì bà thọc thọc con chim vậy? Chơi chim. Thôi. Mua con chim về lấy chơi chứ làm gì? Nói nghe nè. Cái gì? Không nghe hả? Đây nè. Cái gì? Đi vô pha giùm tôi một bình trà. Uống trà bên nhà thằng Phi á. Cái nước trà nó pha lạc lạc khó uống quá. Uống trà bà pha trà thơm nó mấy chục năm nay quen rồi. Đây đây. Tôi nói vậy.
Hà Pa nó có cái da của Hà Pa. Cuối cùng cũng qua về đây kêu tôi pha trà. Tôi không có pha trà, Lị giỏng không có ngon á, Lị thấy không? Lị cãi cãi không hà. Đi đi. À, đóng cái cửa lồng chim lại. Đóng cái cửa lồng lại kìa. Ông ngồi gần hơn sao ông lắng lì. Sai người ta. Lê phe trà. Nói nghe nè. Cái gì? Cái này bà đứng gần hơn tôi, bà đóng đi. Ông gần hơn ông lóng lại đi. Bà là cái gì của tôi? Dạ của Lị. Bà là vợ tôi, tại sao tôi nói bà không nghe? Hả? Tôi biểu bà đóng cái lồng chim thôi bà không đóng. Nếu có ai hàng xóm người ta thấy, người ta cười trong mặt tôi, tại sao cái câu phu sướng phụ tỳ bà không còn nhớ gì hết là sao? Nhớ chứ. Trời đất ơi, sao mà không nhớ liệt? Phu sướng phụ tỳ có lẽ là phu muốn sướng à, phu muốn lấy cái gì phu lấy, phu muốn sướng cái gì phu sướng. Còn phụ là phụ có tỳ hay không là tỳ ấy lẹ. Ta muốn nói cái trà ta làm, ta tỳ ấy à, ta muốn làm cái gì ta làm được không? Bây giờ tỳ ấy của tôi là không có muốn lóng cái kĩa. Tỳ lóng đi. Cái sai sai cái chuyện gì cũng sai nghe là sao lóng đi. Bây giờ tôi nói bà đóng đi. Tôi không lóng. Bà đóng đi. Không lóng. Tỳ ấy. Xem. Trời đất ơi, lắp bay mất kêu mất kiểu à. Cục cân. Tôi bớt cổ bà. Hay vậy? Sao bắp cởi hả? Bà để con chim tôi nó bay rồi. Thì tại ông không chịu lóng cái cửa lồng lại rồi nó mới bay. Tôi nghỉ chơi với bà luôn. Trời đất ơi, ông làm như tôi phái chơi với ông lắm vậy. Tôi nói cho bà nghe nha. Cái gì nữa? Bà là người không có trách nhiệm. Làm gì không có trách nhiệm? Bây giờ tôi nói bà nè, con chim là con chim của tôi. Nãy giờ tôi lo có lấy con chim đó của tôi. Cái lồng là cái lồng của bà. Thì đúng vậy, tôi có tiền mà. Tôi mua cái lồng tôi cho ông, cái lồng của tôi, còn con chim của ông. Thế bây giờ đó, chơi là hai đứa chơi chung đúng không? Nãy giờ tôi đâu có lấy ông chơi mình lâu lâu. Lúc ông tôi đâu có lấy cái gì, ông lấy không tôi có lấy được cái câu gì đâu. Thì bây giờ bà phải có trách nhiệm, cái lòng đó của bà phải đóng cái lòng bà lại chứ. Trời ơi, Lị nói chuyện mắc kỳ ghê đó, tôi bỏ tiền ra rồi, Lị bỏ cái công ở lấy cái lòng lại cũng không chịu lóng lại. Lúc ông, mà tôi không biết rồi là chơi kỳ cục dễ sợ, mua cái lòng bự tổ bó luôn, mua con chim có chút treo. Bỏ vô lỏng lè lỏng lét luôn. Bà mua chứ ai mua? Thì bởi vậy không biết mua con chim gì hết trơn nó chạy à. Lại... Cái lồng này là phải nuôi con sáo nè. Bởi vậy Lị không có biết cái gì mà Lị không có chịu lắm cái cửa lồng mà Lị lần có lỗi thường hò. Bà đó nghe, bà càng ngày bà càng quá nè bà. Không mới quá lé Lị đâu, lỗi lặng là gì đâu. Ông hiếp quá trời luôn, chẳng lẽ giờ tôi phải dơi trâu. Dơi trâu là gì? Là tôi khóc nó dơi lẹ đó. Khóc đi. Nói nghe nè, bà ngừng đúng lúc, bà không khóc là hay á. Bà khóc thấy gớm. Sao vậy? Bà khóc ghê lắm, cái mặt bà giống con hà mã lắm. Thì mỗi lần tôi khóc tôi đều có thông báo cho láng giềng biết là tôi sắp khóc. Mỗi lần thông báo xong là cũng có người té xỉu không biết tại sao. Hay à, sáng về ông có làm chuyện gì cho tôi chạy ra chưa á? Thì đúng, cái nhà này từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ tôi làm cái gì. Là tại vì sao? Tôi lo những chuyện lớn, còn vợ tôi phải lo những cái chuyện lặt vặt trong nhà. Hay, cái chuyện gì cũng lỗi lại đầu tôi cho á, tôi làm vợ chứ không phải làm mọi. Phục vụ ông quá trời rồi, từ sáng tới giờ ở nhà làm cái gì? Tắm cho chim ông, chăm sóc cho chim ông, cho con chim ông ăn. Ông về nhà không có khen tiếng nào, chửi xối xả, chửi quá trời, chửi làm sao chịu lỗi. Con chim nó bay là tại Lị á. Tại bà. Tại Lị. Tại bà. Tại Lị. Tại bà. Tại Lị. Trời ơi tụi bay ơi, quá có vợ chồng sáu cãi lộn nhau kìa. Trời ơi, chị nó đi đóng cửa lồng chim làm cái ghê. Ê, chửi đi. Chửi nó đi. Bà chửi đi. Tụi nhỏ con tôi chửi nó lên từ sao? Chứ tụi to quá hả? Thì không mấy ông lấy xương ông chửi nó lại coi, chửi nó đi. Thôi dẹp đi, còn mấy khúc xương để dành rồi sao này con nó hút cốt có cái để nó hút. Thôi khỏi chửi nó đi hết vậy. Trời ơi, có chửi thôi cũng đứng ra sảnh nạnh. Bởi vì chửi hoài cũng sướng thiệt á. Đẹp mặt bà chưa? Đẹp bà mặt ông lắm. Để cho hàng xóm lên riêng nó coi. Hai vợ chồng già rồi, bà ra bà đóng cái cửa lại cho tôi coi. Tôi không lóng, tôi không có mẻ, tôi không có lóng. Ê, ở súng rồi dũng rồi, hồi sáng tôi có mẻ ra. Tôi mẻ cái kẻ ra cho ông đi qua bên nhà người ta, ông ẻ bển ông chơi. Ông chỉ ẻ nhà, một mình tôi ẻ nhà buồn buồn chết luôn. Bà ông đi ra khỏi, bây giờ ông phải vô, ông phải lóng lại, tôi không có lóng. Bà mới nói là bà mở cửa đúng không? Đúng vậy. Bây giờ bà phải đóng. Ông Ly chứ tôi đâu có Ly là ông lóng thì tôi không có lóng. Bà thú nhận bà mở cửa là bà phải đóng cửa. Tôi không có công nhận. Bà có công nhận. Tôi không có công nhận. Bà mới nói là bà mở cửa cho tôi ra thì bây giờ bà phải đóng lại. Không. Có. Không. Có. Mụ. Dạo.
No. Chết. Bà không đóng không? Không đóng tôi đi ngủ. Trời đất ơi, khè hoài. Ông tưởng bà lớp biết ngủ, bà lại không biết ngủ hả trời? Trời ơi, ngủ cho ông coi luôn á. Bà không đóng cửa ăn trộm, nó vô nó lấy hết đồ cho bà coi. Ông xẻ ông lóng đi. Con khỉ, đồ của bà chứ không phải đồ của tôi. Lò ở trong là lò của chung. Nó vô nó lấy là hai đứa không có lò mặt luôn, chứ không phải lò một mình tôi. Rồi. Ông ơi. Vậy. Ông ơi không? Vậy. Như là có nghe có tiếng chân á, làm như có anh trộm á ông ơi. Có anh trộm bà sợ bà ra bà đóng cửa đi. Thôi ông sợ ông lóng đi. Dẹp tôi không đóng. Tôi không có lóng luôn. Tôi bà đóng đi. Ông lóng đi. Bà đóng đi. Ông lóng đi. Xì xì xì. Hả? Có đóng cửa không? Chắc là không có lóng rồi. Cảm ơn. Bà kêu chữ trộm đi. Ông kêu lượt chữ ăn rồi quất luôn chữ trộm đi. Thì phải chia ra, tôi kêu chữ ăn bà mới kêu chữ trộm. Thôi ông lỡ rồi ông kêu đi, lát hỏi ra rồi nó tôi kêu nữa ông kêu đi. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, bà kêu đi. Thôi lúc này có trộm mà tôi không tác biển nhau đâu. Đồ để ở đâu? Ở trong cái tủ á. Trong cái tủ? À. Cảm ơn. Cảm ơn liền. Ngu ngu ngu. Sao vậy? Tự nhiên đi khai đồ để đó chi? Ủa quá trời ăn trộm mà phải là. Nhưng mà không sao. Sao? Cái gì vậy? Ăn trộm ơi, mày đã bị lừa, tao để đồ ở dưới giường nè mày. Ngu ngu. Chạy lắm đây mày xỉ dưới giường nó lấy còn cái gì lấy nữa. Nó lẻ vô gầm giường à lại. Nó ngu dễ sợ nó lấy gì lấy vô gầm giường á. Cảm ơn. Nó lấy à? Tấu chè. Tấu chè lấy. Ao ao. La đi. La đi. Bà la đi. La đó đi. La đi. La. Xì xì. Hả? Có la không? Chắc là không có vậy. Cảm ơn. Bắt. Gồng lên, gồng lên, gồng chuột lên. Bắt. Ông lỡ đi. Sao tôi ra cái búa mà bà không ra cái búa. Bà ra cái đinh là chết. Ờ quên. Bà bắt cái đây. Bắt đi. Sao lấy đi. Bà bắt. Cô bắt không? Chắc là không có bắt về. Sức đâu bắt. Đưa nó đi. Cho nó mượn hả? Ờ. Cảm ơn. Ê. Ai vậy? Ông chạy bắt kìa. Chịu la. Tại bà. Sao lại lấy giờ không chịu la lên, bà la lớn lên ra chỉ chạy mất chiều mà mới la là sao? Cũng bà không. Thôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi cũng không nói chuyện bà nữa, tôi đi ngủ. Sao lạnh dữ vậy trời? Cái mền đâu cho nó mượn sao không lấy lại? Trời đất ơi, nó cướp cho nó mượn rồi làm sao vậy? Chẳng gần chết luôn rồi, giờ làm sao ngủ đi? Tôi đi ngủ. Ông á, cái gì cũng nạnh tôi hết trơn á trời á. Đi ngủ hả? Bộ làm không dám ngủ hả? Ngủ lên. Lạnh quá bà ơi, cho tôi mượn cái mền da chút được không? Trời ở đây, nãy giờ không ra là thông minh nhất luôn á. Trời bà ở đây cho nó lạnh luôn đi. Sau này bỏ đừng có nạnh hẹn nhau nữa nha.